Hàng nghìn que thử viêm gan B, HIV bị cắt đôi trước khi tiến hành xét nghiệm cho bệnh nhân. Thế từ trước tới giờ là tất cả cái que test đấy mình đều cắt đôi hết à? Quy định thế rồi ạ. Nếu mà không cắt đứt thì không. Thì thường là đến ngày nào cũng thế rồi ạ. Hàng trăm bệnh nhân bị trộn chung mẫu máu trong quy trình xét nghiệm HIV bán tự động. Anh trộn 4 mẫu thì có nghĩa là mỗi một mẫu chỉ có 5 microlit thôi. Rõ ràng là một cái sai số, không thể nào mà có thể chấp nhận được. Sai sót trong quy trình hay cố tình trục lợi vật tư y tế, gian lận trong xét nghiệm y tế. Nhiều quý vị nghĩ rằng có thể mình đang nghe nhầm những thông tin vừa rồi, nhưng không, đó là thực tế đã diễn ra, đang diễn ra ngay tại một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Như chúng ta đều biết là viêm gan B và HIV đều là những căn bệnh nguy hiểm dễ lây qua đường máu. Việt Nam là nước có tỷ lệ mắc viêm gan B cao, với ước tính có khoảng 8,6 triệu người nhiễm virus viêm gan B và cùng với đó là hơn 200.000 người dương tính với virus HIV. Bởi vậy, những phương pháp xét nghiệm nhanh bằng que thử như thế này luôn được coi là hiệu quả để phát hiện sớm và phòng ngừa lây lan những căn bệnh nguy hiểm. Thế nhưng sau nhiều ngày điều tra, phóng viên VTV24 đã phát hiện ra một đường dây gian lận kết quả bớt xén vật tư y tế trong quy trình xét nghiệm HIV và viêm gan B cho bệnh nhân. Nhắc lại một lần nữa là đáng tiếc sự việc này đang diễn ra hàng ngày trong một bệnh viện lớn tại Hà Nội. Là bệnh viện hạng nhất thuộc Sở Y tế Hà Nội, mỗi ngày bệnh viện Sanh Pôn có hàng trăm lượt bệnh nhân từ khắp nơi đến khám và điều trị bệnh. Trong đó không ít trường hợp thực hiện các xét nghiệm miễn dịch phổ biến như HIV và viêm gan B. Cho em test viêm gan B với HIV đấy. Anh lên tầng 2 23 nhá. Muốn làm xét nghiệm gì nói với các cô chỉ được biết xét nghiệm thôi, không phải vào phòng. Tầng 2 phòng 23. Sau khi lên tầng 2, bệnh nhân được y tá lấy mẫu máu để làm xét nghiệm. Khi đã có mẫu máu của khoảng vài chục bệnh nhân, một nhân viên y tế sẽ mang từ phòng lấy mẫu sang khu xét nghiệm tại tầng 2, nhà A3 để tiến hành phân tích. Giống như các phòng xét nghiệm trên cả nước, khoa vi sinh của bệnh viện Sanh Pôn cũng sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh HIV và viêm gan B do Nhật Bản sản xuất. Tuy nhiên, quy trình thao tác của những kỹ thuật viên này thì lại khác hẳn hướng dẫn sử dụng. Sau khi bóc lớp giấy bảo vệ ra khỏi que thử, nhân viên này dùng kéo cắt que thử ra làm đôi, vẹt kéo cắt vào giữa vị trí của vạch hóa chất xét nghiệm. Với thao tác này, một que thử dành cho một bệnh nhân đã được tách làm hai. Quan sát kỹ có thể thấy, que thử của nhà sản xuất vạch hóa chất ở chính giữa, còn que sau khi bị nhân viên y tế cắt thì vạch hóa chất lại ở mép ngoài. Vì bị cắt nhỏ nên kỹ thuật viên này không đủ diện tích để viết mã số bệnh nhân theo chiều ngang que thử như quy định của nhà sản xuất, mà phải viết theo chiều dọc. Sau khi phù phép nhân đôi hàng loạt que thử cả HIV và viêm gan B, mẫu máu của bệnh nhân được nhỏ vào để làm xét nghiệm. Khoảng 4 tiếng sau, kết quả xét nghiệm đã được trả cho bệnh nhân. Với phương pháp xét nghiệm này, mỗi ngày có hàng chục bệnh nhân ra về với kết quả trên tay mà không hề biết rằng chỉ có một nửa số vật tư y tế được sử dụng để các kỹ thuật viên làm xét nghiệm. Trong khi đó, số tiền xét nghiệm lại vẫn phải đóng đủ theo quy định. Theo các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực hóa sinh thì đây là hành vi không thể chấp nhận được, bởi hoàn toàn có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm của người bệnh. Ta không thể nào tự ý ta làm được như vậy, bởi vì làm như thế thì có thể những cái liều lượng của những cái test nó không đủ đáp ứng được cái liều mà phát hiện, và do đó sẽ gây những các cái sai số hoặc là âm tính giả hoặc dương tính giả. Và với một cái nhà, tôi không nói là nhà khoa học cao xa gì, nhưng với những người mà kỹ thuật viên làm trong các phòng xét nghiệm phải đảm bảo chính xác những các cái kết quả này. Bởi vì nếu không thì nhà sản xuất họ làm nhỏ đi chứ họ làm thế để làm gì. Đấy, cho nên tôi nghĩ rằng đấy là cái điều mà cái đạo đức nghề nghiệp không cho phép, không thể cho phép được, vì cái lợi ích kinh tế mà anh làm như vậy không được. Theo ghi nhận tại phòng xét nghiệm miễn dịch của khoa vi sinh thì ngày nào cũng diễn ra cảnh cắt đôi que thử như thế này. Tất cả các kỹ thuật viên làm việc trong căn phòng này đều có hành vi cắt que thử và tiến hành làm xét nghiệm HIV và viêm gan B cho bệnh nhân trên những que đã bị cắt đôi. Với phương pháp này, nếu không may một bệnh nhân HIV bị chẩn đoán nhầm thành âm tính, hậu quả không biết sẽ ra sao.